Đầu xuân năm 1870, hai vợ chồng Luigi Giovanni và Maria Virginia De Martini đặt chân tới San Jose, California sau quãng đường dài gần 10.000 cây số từ ngôi làng nhỏ Astrato, nước Ý. Chỉ vài tháng sau đó, cậu bé Amedeo Pietro Giannini cất tiếng khóc chào đời vào ngày 6 tháng 5. Có lẽ Luigi và Maria cũng không ngờ rằng đứa bé đang nằm trong nôi kia, thiên thần nhỏ bé của ông bà, sau này sẽ khai sinh ra ngân hàng lớn nhất nước Mỹ và giúp mảnh đất California trở thành một trong những nền kinh tế lớn nhất thế giới. Ngân hàng mà Giannini kiến tạo nên chính là Bank of America, Ngân hàng Hoa Kỳ, và ông nắm giữ cương vị chủ tịch hội đồng quản trị trong suốt gần 30 năm cho tới khi nghỉ hưu. Bank of America chính là ngân hàng cho ra mắt thẻ tín dụng đầu tiên trên thế giới với tên gọi Bank AmeriCard, tiền thân của thẻ Visa ngày nay. Thông qua bài viết của tác giả Thành Long được đăng tải trên website Spiderroom, chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu toàn bộ quá trình hình thành của thẻ Visa nhé. Bạn yêu thích những video về kinh tế tài chính từ Spiderroom và muốn tìm hiểu thêm nhưng không biết bắt đầu từ đâu? Bạn muốn chia sẻ những kiến thức về kinh tế tài chính của mình cho cộng đồng và được Spiderroom chuyển thể thành video trên kênh YouTube của nhà nền? Còn chần chờ gì nữa mà không tham gia ngay? Tiền ở đâu, đầu ở đó. Group mới toanh từ Spiderroom, nơi bạn có thể chia sẻ kiến thức, kết nối với những người có cùng đam mê. Tham gia ngay bằng đường link ở dưới phần mô tả các bạn nhé. Không có tuổi thơ. Amedeo Giannini hẳn đã có một tuổi thơ tươi đẹp ở mảnh đất California ngập nắng nếu như có một biến cố lớn không xảy ra vào năm ông 7 tuổi, là cha ông, Luigi, đã qua đời. Chỉ trong chớp mắt, bà Maria thành quá phụ và cậu bé Giannini trở thành trẻ mồ côi. Sau cái chết đột ngột của người cha, mẹ ông đã tái hôn với Lorenzo Scatena, chủ một cửa hàng tạp hóa nhỏ. Cuộc đời cậu bé Giannini rẽ sang một chương khác, lần này bối cảnh được đặt tại San Francisco năm 1882. Khi Giannini 14 tuổi, một số tài liệu ghi là 12 tuổi, thì ông đã bỏ học và đi làm toàn thời gian dưới trướng của cha dượng. Sau đó, nhờ đức tính cần cù bẩm sinh cùng chút tài lẻ, ông bắt đầu gặt hái thành công với tư cách là người môi giới sản phẩm cho những nông trại ở thung lũng Santa Clara, trở thành giám đốc. Năm 1892, Giannini kết hôn với Florinda Agnes Cuneo, cũng là con gái của một người Ý nhập cư từ vùng Girona. Cha vợ ông là Giuseppe, ông chủ giàu có, sở hữu công ty North Beach Real Estate, song gió phủ đời trai, tương lai nhờ nhà ngoại. Cuộc hôn nhân đưa ông tới một bước ngoặt lớn nhất trong cuộc đời của một chàng trai 22 tuổi. Ông trở thành giám đốc của Columbus Savings and Loan, một công ty mà cha vợ ông là cổ đông lớn, do đó có tầm ảnh hưởng đáng kể. Vào thời điểm đó, các ngân hàng chủ yếu hoạt động vì lợi ích của người giàu, những người có địa vị, quyền lực, tiếng nói trong xã hội và quan trọng nhất là phải có tiền. Tầng lớp lao động có gốc gác từ Mỹ còn bị ngó lơ, do vậy, ngân hàng là hai từ xa xỉ đối với những người nhập cư. Amedeo Giannini không bao giờ quên rằng mình là người nhập cư và ông biết nhiều người trong công ty này cũng vậy. Nhưng bất chấp mọi nỗ lực thuyết phục của vị giám đốc, toàn bộ thành viên khác vẫn nhất quyết khước từ ý tưởng lập một ngân hàng phục vụ cho người lao động nhập cư, điều mà ông coi là lỗ hổng thị trường lúc bấy giờ. Giannini đi tới một quyết định táo bạo, dường như đã được đoán trước, là rời bỏ chiếc ghế giám đốc và tự thành lập ngân hàng của riêng mình. Ngân hàng của người Ý. Lỗ hổng mà Giannini phát hiện ra có thể xem là biểu hiện đầu tiên cho thấy tính nhạy bén với thị trường, và quyết định tưởng như điên rồ kia hóa ra lại là bước đầu trong hành trình làm giàu tự thân, qua đó khẳng định tài năng của mình dưới tư cách là một doanh nhân tài ba. Chúng ta sẽ cần thảo luận đôi chút về tình cảnh nước Mỹ những năm đầu 1900 lúc bấy giờ. Số lượng người nhập cư gia tăng nhanh chóng, từng lớp người kéo tới Mỹ, vùng đất của hy vọng và khát khao đổi đời. Một số may mắn đã đến sống ở New York, nhưng những người nghèo hơn, mấy người thợ cá cần lao hay những đám nông phu trốn tù tội thì không, họ tới San Francisco. Giannini hiểu rõ những người này, họ làm việc chăm chỉ và tiết kiệm tiền của nhưng kém may mắn. Ông biết họ không thể trữ tiền trong nhà mãi mà họ cần có một ngân hàng để gửi tiền cho an toàn. Nhưng như đã nói, ngân hàng là dành cho dân nhà giàu, da trắng, người anh điêng, người tin lành. Và ngoài ông ra thì ai có thể nghĩ tới chuyện mở một ngân hàng phục vụ cho những kẻ bị dùng bỏ kia cơ chứ? Giannini biết ngân hàng phải có một cái tên không cần mò mè, nó không cần quá phô trương mà đơn giản chỉ cần giúp người ta hiểu rằng đây là ngân hàng của họ và phục vụ lợi ích của họ. Với sự giúp đỡ của 143 cổ đông khác, một cái tiệm nhỏ ra đời vào năm 1904 cùng tấm biển lớn ở bên ngoài đề Ngân hàng của Ý, Bank of Italy. Ngân hàng của người Ý nằm ngay đối diện Columbus Savings and Loan, được thành lập dành riêng cho những người bạn nhỏ. Và những người thợ cá Sicilia đến đó gửi tiền tiết kiệm tới mòn cả giày, chẳng khác nào một cái gai trong mắt công ty cũ. Nhưng bất chấp,
Bank of Italy vẫn thành công và thành công hơn nữa, cho tới khi 2 triệu đô dưới những giỏ trái cây. Ngày 18 tháng 4 năm 1906, trận động đất tại San Francisco san bằng mọi tòa nhà, nhiều ngân hàng bị thiêu trụi, cướp bóc và hỗn loạn xảy ra khắp nơi. Lần này thì may mắn đã không đứng về phía Giannini, nhưng đó cũng là lúc bản lĩnh của một người chủ nhà băng lên tiếng. Giả dạng là người bán trái cây mang theo một xe ngựa thồ với những giỏ cam, ông thoát thân khỏi đám đông hỗn loạn. Dưới vỏ bọc của một người bán trái cây, chẳng có ai để ý tới Giannini cả, nhưng tất cả đều không biết dưới lớp giỏ cam kia là từng đồng từng cắc của ngân hàng với tổng tài sản trị giá là 2 triệu đô bao gồm cả vàng, tiền mặt lẫn chứng khoán. Giannini đã đẩy chiếc xe nặng trịch đó nguyên một quãng đường dài 28 dặm, an toàn về tới nhà của ông tại San Mateo. Thông minh và nghị lực có thừa, Giannini biết rằng chừng nào còn giữ được tiền, ông còn giữ được ngân hàng. Đi lên từ đống tro tàn. Với tấm ván gỗ kê hai chiếc thùng là bàn làm việc, Giannini mở lại Bank of Italy. Nhu cầu vay tiền càng ngày càng tăng cao do người dân cần tiền để kiến thiết lại nhà cửa và công việc kinh doanh. Các khoản vay được cấp không hơn một cái bắt tay. Giannini chỉ hỏi họ cần bao nhiêu tiền, khi họ đáp lại, ông sẽ cho họ mượn phân nửa còn lại họ tự kiếm thêm để bù vào. Bằng cách đó, ông biết rõ họ có đủ khả năng chi trả và thật sự muốn kiến thiết công việc làm ăn. Ông luôn tự hào các khoản nợ sau đó để được hoàn trả đầy đủ và đúng hạn. Nhìn xa hơn, hành động của ông đã thúc đẩy quá trình tái xây dựng và phát triển thành phố. Bank of Italy dần khôi phục lại vị thế vốn có của nó, thậm chí còn thành công hơn cả trước khi vụ động đất xảy ra. Họa là quà, trong trường hợp của Giannini thì chúng ta hoàn toàn có thể nói vậy. Chuyển mình. Bank of Italy cứ thế lớn mạnh, lăn nhanh như một quả cầu tuyết và trở thành ngân hàng duy nhất ở California có mặt ở toàn bang. Ngân hàng giờ đây đã vô cùng lớn mạnh, không phải là ngân hàng phục vụ riêng cho ngư dân Sicilia nữa mà là một ngân hàng của toàn bộ người Mỹ. Đã đến lúc để chuyển mình rồi. Năm 1928, Giannini gặp mặt Ora E. Monet, Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Giám đốc Bank of America, Los Angeles, nhằm thảo luận về sự sáp nhập giữa hai ngân hàng. Giannini đã âm thầm mua cổ phiếu của Bank of America từ những năm 1920, do đó, ông là một cổ đông lớn của ngân hàng. Cuộc gặp gỡ tới đồng thuận và Bank of America đã ra đời. Phát triển như vũ bão, chỉ trong một vài thập kỷ sau đó, nó đã trở thành ngân hàng lớn thứ hai trên toàn nước Mỹ. Dưới vai trò là chủ tịch của hội đồng quản trị, Giannini thông qua hàng loạt dự án tài trợ nhiều ngành công nghiệp khác nhau, chính ông đã giúp Walt Disney sản xuất Snow White and the Seven Dwarfs, Bạch Tuyết và Bảy Chú Lùn, xây dựng Golden Gate ở San Francisco, làm sống dậy nền kinh tế của cả một tiểu bang Mỹ, nhưng Giannini không bao giờ quên cội nguồn của mình. Sau Thế chiến II, ông đã thu xếp các khoản vay để giúp tái thiết lại các nhà máy Fiat bị hư hại ở Ý. Chiếc thẻ tín dụng đầu tiên trên thế giới. Vào năm 1958, Bank of America cho ra mắt thẻ tín dụng đầu tiên trên thế giới, đặt tên là Bank AmeriCard, thẻ ngân hàng của Mỹ. Sự kiện này đánh dấu sự khai sinh của thị trường tín dụng trên thế giới ngày nay. Lúc này, tín dụng đã lan rộng và không còn giới hạn ở thị trường Mỹ nữa. Một lần nữa, ngân hàng lại cần tái thiết thương hiệu. Giannini cùng các cộng sự lại cần một cái tên thể hiện sự tự do mà mọi người có thể tận hưởng khi giờ đây họ có thể mang tiền đi du lịch ở bất cứ đâu. Bảo đoán xem, họ đã nghĩ ra cái tên gì nào? Đó là Visa. Ngày nay Visa chiếm hơn 38% thị phần thẻ tín dụng trên toàn thế giới, thực hiện hơn 62 tỷ giao dịch với trị giá 4,4 tỷ đô la mỗi năm. Từ một lỗ hổng thị trường tưởng như bé tí, vậy mà Amedeo Giannini đã kiến thiết cả một đế chế tín dụng. Từ một cậu bé bán rong bỏ học năm 12 tuổi hoặc 14 tuổi, tùy nguồn nha, Giannini đã chiến đấu ngoan cường để trở thành ông chủ của một trong những ngân hàng lớn nhất thế giới. Ông qua đời năm 1949, thọ 78 tuổi. Ngày nay, ở Favela di Mavaro, trong làng nhỏ Acerero, ngôi làng nông thôn của cha mẹ Amedeo Giannini đã được cải tạo thành một bảo tàng mở cửa tự do cho công chúng nhằm vinh danh gia đình Giannini. Và đó là toàn bộ cuộc đời của Amedeo Pietro Giannini. Nếu các bạn thích video này, hãy để lại một like, subscribe cho Spider Room để đón nhận thêm nhiều nội dung thú vị trong tương lai. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe và hẹn gặp lại. Peace!